cảnh quê ở đây người ta còn hái lục bình phơi hả? Lại Ừ. cái đó là hái lục bình phơi bán hả? Hai bán. Qua giờ vụ lúa là người ta sinh sống bằng hái lục bình phơi khô bán các bạn. Ở đây gió mát quá ha. Rồi chào cô bác anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình một lần nữa mình về bên vợ mình cùng mừng cháu chuẩn bị đi cặm câu ếch. Mời các bạn cùng xem clip nhé. Ủa lại lá chầu bà này nó mọc bông, có bông lại chỉ có lá không hả? À, giờ lá này lá kiểng à. Người nông dân đang cấy lúa, kế bên là mà bên góc tay phải màn hình của mình đó là có cái chùa, có bà Phật Quan Âm đang đứng cần câu để cặm ếch này các bạn. Nó ngắn chứ không có dài. Hiện bây giờ cháu nó đang lấy ốc với các bạn. Ốc này mình tắm gì đây? Này mình tắm tỏi nè, ngũ vị hương nè, dầu chuối nè. Rồi bắt đầu mình ướp, chờ 2-3 tiếng cho mồi nó thấm rồi bắt đầu mình đi cặm. Mình tính phụ nó lấy ốc mà nó nói thôi đi rồi để mình con làm cho. Diện tư không biết cách lỡ đứt tay á. Bởi cách lấy ốc cũng phải điều nghệ, phải biết cách lấy nó mới an toàn chứ không hỏi đứt tay. Cái đó khoảng mấy gốc rồi lại? Ốc này là mình muốn bắt là sáng cái mình ra mà ngoài ruộng á, bắt về khoảng 2-3 kg rồi mình để ra ốc vỏ, đổ ăn vỏ lấy cái đầu. Nhiều ốc rồi cả 2 kg rồi lại. Sáng đi ruộng bắt cả 2 kg, Vậy là mình chỉ lấy đầu thôi. mình để ra bỏ vỏ lấy đầu, Lấy đầu bồi ruột bỏ hả? ruột bỏ luôn. À, chỉ lấy đầu thôi. Cái con nào bự thì mình cắt ra làm hai, con nào À, nhỏ thì mình lấy một con. vậy là con nào bự cắt làm hai. Đúng rồi. Đúng, hơi nhiều quá hao mồi phải Ừ. Lục bình đây sao rủ dần lại. Cái này chắc bị ba cái tạo chạy ngang quá phải không? À, ở đây lục bình ở đây là nhiều lắm các bạn. Nhưng mà tạo chạy ngang nè, đè lên lên. À, ốc này là mình ướp khoảng mấy tiếng lại? Mình ướp khoảng 2-3 tiếng, 4-5 tiếng, mình ướp một ngày cũng được. Ướp càng lâu là mọi nó sẽ càng thấm. Có bỏ gì thêm nữa không? Bỏ cũng giống vậy đó, mà bình thường. Còn mình muốn thêm nữa thì mình bỏ mắm hay là mình đập cái hột gà vô cũng được. Vậy là ốc lỡi ra xong là ướp gia vị để khoảng 4-5 tiếng nha các bạn. Rồi mình mới đi cặm câu ếch được. Vì ếch nó mới nghe mùi, nó mới lại. Tối đi thăm lần rồi sáng đi thăm lần nữa. Thăm 2 cử. Nếu mà tối mình không đi thăm là nó bị giục mồi hay lại? Bị sảy hả? Nó nhảy hoài cái gách miệng nó sảy. À, tức là mình không thăm là ếch sẽ nhảy nha các bạn. Nó nhảy rách miệng rồi nó sẽ đi đi luôn á. Nó gì là ăn cần á. Nè, con gì là ăn cần. Con nào bự quá thì mình cắt ra. Đây các bạn, một con một cái đầu ốc gì nè là một cần câu đó. Còn cái đầu nào bự quá thì mình cắt làm hai ra. Thì ướp gia vị thì là cháo nó 2 củ tỏi nè, với bịch ngũ vị hương đây, bịch ngũ vị hương đây. Cháo nó đâm 2 củ tỏi. Ở quê có cây có gì đâm nấy đó, đúng là ở quê có gì đâm nấy luôn đó. Giờ mình bỏ tỏi vô nha. Rồi hiện giờ cháu nó đang bỏ tỏi vô rồi, với bỏ ngũ vị hương. Đó, gắt ngũ vị hương vô.
cho nó thơm để có ếch nó nghe mùi nó chạy lại. Trộn xong rồi đợi cho khoảng 4 tiếng nha các bạn, là chiều các mình đi cắm. Chiều là tầm khoảng 3 giờ là mình đi cắm được rồi. Cắm rồi khoảng 7-8 giờ đi thăm, hoặc là sáng thăm. Rồi hiện bây giờ đã xế chiều rồi, 3 giờ rồi. Bây giờ mà chuẩn bị hai dựng cháu, chuẩn bị đi cầm câu ếch. Trải qua hai tiếng rồi, giờ ướp dầu chuối vô, hai ống dầu chuối vô nữa các bạn ơi, cho nó thơm để bắt mùi. Dầu chuối bỏ lâu quá nó bay mùi. Cái thao mồi này là mình đi tới đâu là mình dít mồi tới đó nha các bạn, chứ không dít sẵn. Rồi ấy có gì giờ Diễn Tư phụ tiếp không? Tiếp dĩ mồi ha, thao mồi. Giờ mình phụ tiếp cháu cái thao mồi các bạn ơi. Cò bay cò bay nhiều dữ ha. Quá cò luôn. Cò bay thẳng cánh luôn. Bây giờ bắt đầu mình đi cầm câu tới giờ rồi. Thì mình móc mồi vô nè. Cầm đây trước cần đi. Vì là mình vuốt vuốt đất đó, cho nó láng nha các bạn. Cho mấy cho ếch nó thấy đó. Đó rồi nó bừng lên, nó lên nó ăn mồi. Tối nay Vinh còn xì luôn. Vì là gắn cho cái chỗ đó là ngay hang ếch đó, cái hang ếch đâu cái lỗ đó à, cái lỗ đó hả? Hang ếch con. Vì là ngay chân hang ếch luôn các bạn ơi, cháu nó cầm ngay chân cái hang ếch luôn, là chắc ăn nó là chắc ăn dính luôn đó. Cầm mình cầm cặp bờ ruộng hả? Hai mồi ba mồi hôm nay còn gì đi được này. Cánh đồng xanh bát ngát luôn. Đó nó lấy cái giò nó ủi cho bóng vậy các bạn. Bóng ếch nó mới lên, nó mới bước lại thấy. Nó mới thấy nghe hang luôn không? Cái này nghe chỗ ếch ngồi. Nghe chăng ếch ngồi hả? Nó nghe ếch lon ăn, nghe chăng ếch ngồi các bạn ơi. Hành trình hai dưỡng cháu đi cắm câu ếch, nhưng mà cháu cắm mà dưỡng chưa cắm. Chút xíu nó sẽ cho mình thử cắm thử về cần câu các bạn ơi. Thử coi có ếch không. Tổng cộng là mình bao nhiêu cần loại? 100 cần. Ba nó đặt lợp là 150 cái lợp. Còn nó cầm câu ếch 100 cần. Với cái mương này cũng ếch cá cũng nhiều lắm các bạn. Ếch có, cá có. Mở này là cầm câu ếch. Ê, cầm câu ếch có khi nào dính cá không mày? Có khi nó nằm dưới mé không. Ồ, dính cắn luôn hả? Ngày mai kiếm bạn con hả? Kiếm bạn con gắn. Vậy là cầm này là dính ếch với dính cắn hả? Con cầm là dính cắn luôn, ta cầm con không biết chứ con cầm năm ngày dính năm con đó. Wow. Hôm bữa hổm là cầm dính con 800 gram phải không? 900. 900 hả? Có bữa một là dính 3 con luôn. Ồ. Có lý à, mong rằng là tối nay và sáng mai thu hoạch cố gắng nướng cái cây măng cầu, mấy cái lá măng cầu nè mình ơi. Mình đợi mình đụng vô giò là nó giò hử nhức đầu lắm á nha. Yeah. Nhức đầu lắm á. C-
cầm cái cần này là cần thứ mấy chục rồi đó. Bây giờ mình thử móc cắm cần nha các bạn. Gì được phải không? Đúng rồi. Cắm. Chà chà phải không? Chà chà. Chà cái giò này cho nó bóng. Nó bóng rồi mà ớt mới thấy các bạn ơi. Chà chà gót này. Quá đẹp luôn, cầm câu mà nó cháu nó nói cũng lựa chỗ đẹp. Mình thì nó để gian giả đi mà công nhận các bạn, chỗ này đẹp thiệt. Cái chăn bờ đê này nó cắm chỗ này sao mà nó làm rắn lắng do này, đẹp thiệt. Cái này là dính ếch là cái chắc luôn, là chắc ăn con ếch trong đó luôn hả? Chắc ăn luôn. Mình cháu nói là con ếch nằm trong này các bạn ơi, đây trong chỗ cái sình non rồi nè. Nó chắc ăn là chỗ này luôn nè. Đó, bây giờ cầm câu. Tối nó sẽ ra đó. Tối nó sẽ ra. Vậy cầm ngay hang nó luôn. Cầm ngay hang luôn. Cháu nó cầm ngay hang luôn. Chắc ăn dính luôn đó. Nó nhìn cái hang nào biết có ếch luôn á. Các bạn thấy dữ dằn không? Quá chuyên nghiệp. Hai dượng cháu đang ở giữa đồng, cầm hành trình đi cầm câu ếch. Các bạn thấy không, cảnh này quá đẹp luôn không? Đó, xung quanh là đồng ruộng, đồng ruộng mênh mông đó. Chiều hoàng hôn đi cầm câu ếch. Cái cánh đồng này là của ông vợ xả 20 ngày rồi. Chà, đường đi này cũng hơi khó khăn vậy các bạn ơi. Ê, ô, rồi nguyên con cái lỗ đắp lại cho tao được. Cái bờ đê này mềm quá các bạn ơi, mình hiện bây giờ là hiện bây giờ cái bờ đê này mềm quá, mình không dám đi trên bờ đê, sợ bởi cái bờ đê của ông ba của nhà vợ ruộng của ổng đó, bởi bờ đê của ổng chửi à. Mình phải đi dưới ruộng luôn nè. Hiện giờ mình đi cặp mấy ruộng chứ không dám đi dưới ruộng, đi ruộng ông mày vợ ông chửi á. Kiếm bậy vài con ếch tối nấu cháo ăn đây. Và là sáng mai có ếch là bự bự nước mồi ăn đây. Nó chỗ này là lý tưởng nè, chỗ này là ếch nhiều rồi. Chỗ nào là lại nói lý tưởng là chỗ đó ếch nhiều nha các bạn. Đó. Nhớ nha, nhớ chỗ này là chỗ có cây dừa với có cái chiếc xuồng nha. Chỗ này là ếch bự ạ. Wow. Biết sao cầm đây không? Sao? Có hàng ếch là gì? Nếu mà nó nhảy là nó nhảy vòng vòng ở đây, nó dướt cái xuồng đây. Wow. Vì là ếch nhiều là cắm trước rồi dính sau hả lại? Ếch nhiều là cắm trước rồi quay về ngồi sau dính luôn. Wow. Đã à? Không á. Con gì đó? À. Cá chứ phải con ếch hả? Đây cá nhiều lắm. Con này có ăn con ếch nè. À, nó cầm câu nó chưa có dính ếch mà nó tuyên bố là chỗ này có ếch luôn rồi các bạn. Ăn nhiều quá quen à. Chắc dư mồi quá lại. Dư mồi tối mình đi thăm. Ờ, à, tối thăm rồi mình móc vô ha. À. Thăm cái cần nào mà dính con ếch rồi cái là mất cục mồi cái mình móc lại. Ờ, à, để sáng mình thăm lại cái nữa ha. À. Sáng mình cuốn luôn. À. Cái này cầm cái bên về cái uống rồi chắc có ếch à. Phải cái hang ếch hay là cái hang gì? Cái hang con gì ở cũng được hết chứ. À, cái hang đó không. Trời, cái hang này mà con dâu vô chống ở chứ không ếch gì.
cháu nó cắm đây thôi, với cái hang này không biết hang gì nha các bạn. Cái mương này mà tát rồi con có con cái lóc đồng 4 kg hết rồi. Đúng rồi. Chưa vậy? Rồi tát rồi, ngoài hang thả xuống lại đó. À. Giờ chắc cỡ 5-6 kg rồi. Wow, vậy là đã bắt rồi. Bắt rồi thả xuống lại hay lại. Đi ngang đây thấy bông mướp nè. Đẹp quá, quay cho các bạn xem. Cái bông mướp này mà các bạn có cái lóc hấp, hái mình hấp, bỏ vô hấp là ngon lắm, ngọt. Hai dượng cháu đã cầm cái cần này là cái cần cuối cùng rồi các bạn ơi. Rồi hẹn các bạn là khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa là tối á, là mình sẽ đi thăm ếch. Là có ếch ăn nha các bạn. Hẹn các bạn 4 tiếng sau. 4 tiếng đồng hồ sau mình gặp lại, vẫn trên cánh đồng này, nhưng mà tối nha các bạn, 8-9 giờ. Bây giờ mình cũng tới giờ mình đi thăm câu rồi nha các bạn. Giờ mình ra tới đây mà. Đây dính tư rồi, dính tư rồi. Dính hả? Dính. Wow, hẹn giờ dính được con ếch rồi các bạn ơi. Wow, dính được con ếch rồi. Khá to rồi. Đây là cái cần của mình cầm các bạn, ngay chân gốc cây dính được con ếch. Sau 4 tiếng thu hoạch cũng được 2 con rồi đó. Thêm một con ếch nữa. Con thứ ba. Ô, con này khá to ạ. À. To không? À, đây rửa sạch nó cái. Wow. Vậy là coi con này to rồi cô ơi. Vậy chỗ này đã 12 giờ 11 giờ các bạn. Wow, con ếch này đã khá to nha. Rồi. Nó tóm lại là cầm con ếch hơi cực khổ các bạn, là chiều hai anh cháu đi cầm khoảng 2 tiếng hồ. Rồi khoảng 4 tiếng hồ sau mới đi thăm. Rồi sáng dậy nữa. Cái này là đã 1 giờ, 1 mấy. Hả? Dính hả? Con này cũng bự ạ. Ờ. Dính được 1 con nữa các bạn ơi. Chết luôn. Có mồi hả? Vô mồi. Mồi sáng đó hả? Hiện giờ thằng cháu mình nó đang vô mồi để sáng thăm nữa các bạn ơi. À, sáng dính con nữa nha. Sáng sáng dính nó rồi, sáng dính con nữa nha. Chết luôn, chết luôn. Chết luôn. Ồ, đây dính con bự nữa các bạn ơi. Con này bự hơn nữa. Nữa hả? À, ờ, dính luôn. Dính được 1 con nữa. Con này bự ạ. Bự không? Wow, thu hoạch được con bự nha. Không là được, không là công với chàng. Quá im. Hiện giờ là giờ này là khoảng 1-2 giờ các bạn. Tại vì thăm giờ này mới có ếch. Bạn thấy không? Giáp phi mà ảnh ương nó kêu nè. Nghe buồn không? Dính hả? Này bự nhất luôn nè. Phải không? Không. Đâu, rồi. Nó kêu nè. Wow, dính quá, bự, có nó kêu quá trời kêu các bạn ơi. Rồi sao? À, con ếch này có thể là con rắn. Tức là cái cần này là phải là ngắn không? Là phải có cái lưỡi câu, nhưng mà bây giờ con nó cắn đứt luôn cái lưỡi câu rồi nó đi. À vậy hả? Đây. Vậy là con rắn.
Dạ. Cái hang nè. À. Vậy cái hang này mình nói là cái hang gắn sạch cả. Phải này điểm sớm im quá. Im quá. Đúng rồi. Rồi hai vườn cháu đã thu hoạch ếch 2 giờ phía được như đây. Sáng khoảng 6 giờ đi thăm tiếp nha các bạn. Wow, nhảy cốc hoài luôn. Cái này cũng là 2 giờ mấy rồi các bạn ơi. Rồi hai vườn cháu cũng kiếm được cũng mớt rồi, cũng khoảng 6 mấy con rồi. Thôi ấy sáng thăm tiếp các bạn ơi. Quá mũi cắn này. Rồi. Sáng nay hai dưỡng cháu chuẩn bị thăm câu ếch tiếp. Không biết có không đây. Ban đêm thì có, ban đêm thì thăm có rồi đó. Mà không biết sáng nay có không đây. Thôi. Vậy là sáng nay hai dưỡng cháu thu hoạch không có rồi các bạn ơi. Vậy là đi gom câu về. Rồi tối dính cho... tối giờ dính được cả ký ếch rồi mà sáng nay không có được con nào rồi. Đủ ăn rồi, chết tối đủ ăn rồi, sáng nay không có rồi. Sáng nay hai vườn cháu xách cái thùng đi chứ không có ếch rồi các bạn ơi. Có mà ếch này là ếch hồi tối nè, còn sáng nay không có rồi. Từ bây giờ đi rút khoảng mấy chục cần câu rồi mà chưa có con ếch nào. Nó xảy hết trơn rồi. Thất thu rồi. Đâu mà không? Này em phải thất đâu, tại vì mình cắm trái ngày đó. Tại vì cái mùa này là ít lắm. Như xả lúa rồi phải không? Xả lúa rồi ít phải không? Phải, nhưng mà cỡ một tháng trước á. Đầu ngày cắm 2-3 ký lâu không ký có đó. Ờ. À, là dính là liền keo đúng không? Ờ, dính liền liền. Còn này mình cầm trái phải không? Này quá khô, này mình cầm mình đi kiếm ăn thôi. Ờ. À, mình đủ ăn rồi, mình đâu có sợ đâu. Đủ ăn rồi. Đủ hai vườn cháu ăn mini rồi. Cũng có con đường này chiều hôm qua nè các bạn. Là hai vườn cháu đi cầm câu, hồi tối thì thăm thì có ếch. Rồi cái mắc mồi thêm, còn bây giờ là không có rồi. Có mà cũng xảy đi nữa, tại vì từ 2 giờ mà tới sáng tới 7 giờ mình mới đi. Mình cứ nghĩ là có ếch nó còn mắc câu. Bây giờ mình dính được một con rồi. Sáng giờ đó. Sáng giờ dính được con. Wow. Rồi mở mắt rồi đi. Đi sáng giờ dính được con các bạn ơi. À, bây giờ mình dính được một con nữa rồi. Kiếm thêm bữa. Ôi, con ếch anh này cũng vừa ha. Vừa ăn. Vừa à. Mình kiếm thêm bữa ăn được. Ếch đồng không đó các bạn. Không có tí nào gọi là nuôi luôn. Đâu đâu, dễ ơi. Tối giờ được như vậy. Dính được phải không? Wow, ớt nó nhảy quá nhảy các bạn ơi. Con này nè. Nhảy quá nhảy. Rồi cũng thu hoạch cũng được vài con rồi. Chút xíu hai vườn cháu nướng mồi ăn. Có con nhỏ nó thải rồi. Hai vườn cháu xém sảy con ớt rồi các bạn. Chút xíu nè. Bắt ớt ăn thùng. Hai vườn cháu thu hoạch được 7 con. 7-8 con à. Kể cả mấy con nhỏ mình chắc mấy con nhỏ một hồi mình thả. Để cho nó sinh sôi nảy nở cho nó lớn lên. Đủ ăn rồi ớt đồng là nguyên cho nguyên si luôn nha các bạn. Wow, sau lưng mình nó có con gà kìa. Rồi mà thôi, bây giờ mình chuẩn bị thằng cháu chuẩn bị đưa mặn nha các bạn, để mà hồi nướng mồi cho các bạn cùng xem nha. Sản phẩm hai thầy trò hai dưỡng cháu thu hoạch một đêm với buổi sáng được đủ ăn. Cái dân ở đây các bạn, mằng ếch là mằng cá hay mằng gì cũng vậy, mằng cặp mấy sông không à, tại vì ở trên bờ ít có mằng trên bờ lắm. Wow, cá gì nhảy dữ hả, cá kiến hả?
Cá đầm kiềm dạng ghê ha. Nguyên ba nguyên bầy cá đầm kiềm luôn. Ngày nào cũng mằng cá cũng chơi nó vậy đó. Áo nó nói là mằng cá ngày nào cũng chơi nó chứ. Cá liềm kiềm. Giờ cháu nó chặt tàu lá chuối để lót mấy con ếch. Hai tàu ha. Tàu hai tàu bự đi lại. Cháu nó bắt thêm một con cá đầm kiến nữa để nướng. Nướng chắc ngon lắm. Ừ. Với bắt thêm con cá lóc nữa nướng nữa. Chắc ngon lắm. Tại xứ này xứ cá mà. Hôm nay mình làm lại làm chủ đề là ếch nướng mọi thôi. Nhưng mà phụ quả thêm con cá lóc với con cá đầm kiến bậy bạ nữa. Đây, con cá đầm kiến. Wow, con cá bự ghê luôn. Cá đầm kiến rồi. Con nó được rồi. Cá đầm kiến này là thằng cháu ba nó dễ lợp á, người rộng đây nè. Không có không có ai ăn chứ người rộng vô có ai cần ăn là cho chứ không bán. Ở xứ này là cá đầm kiến là không có bán. Ba dượng cháu đi qua bờ kinh ngang nhà để nướng ếch. Rồi. Mời các bạn cùng xem nha. Bên đây người ta nuôi gà cũng nhiều quá ha. Mình ướp gia vị nha các bạn. Cái này là cái bịch niêm mì nè. Giờ mình ướp thêm vài miếng ớt. Tại vì cái này qua bên giường không có đũa. Sắp sắp lên được rồi. Hay là lấy cây mình làm đũa. Thôi, được rồi con ơi. Rồi, sắp sắp lên. Có cây nhà là cái lá trường thì có chi dùng lấy. Có mấy bịch niêm. Con cá đầm kiến này nè. Sao? Sắp lên giờ giống như thợ nấu các bạn. Đó, mình ướp này chút xíu là mình nướng liền nha các bạn. Chứ thôi là để lâu quá nó mặn. Bẻ củi đốt đốt than. Nướng mỏi. Đây mình là cái làm hết nướng mỏi. Rồi để con chặt chút mới được. Để quá cháy. Thôi con đừng có bỏ ba đó gì nữa. Để củi hả? Để củi thôi. Củi đây, củi đây. Chặt cây trúc để kẹp ếch này nha các bạn. Cây nhà lá vườn luôn. Trúc ở đây là chặt thoải mái luôn. Ủa vậy là cái con lột da mình ướp luôn hả? Ướp rồi đó. Thôi luôn rồi. Bỏ hai như thế lại. Đốt bọc luôn đi. Chủ đề hôm nay là mình làm là ếch nướng mọi nha các bạn. Nhưng mà xứ này là xứ cá, rồi thằng cháu nó bắt thêm hai con cá đầm kiến và thêm còn con cá lóc nữa. Lóc đồng luôn đó. Nói chung là không có cái gì mà nuôi nha. Không có gì nuôi hết. Ếch đồng, nướng mồi. Lu truyền thống nguyên cái lu bưởi. Có lu bưởi nướng nướng cá cũng im quá ha. Có than chưa lại? Cái cảnh bờ kinh này còn quang sơ nha các bạn. Nè nướng nướng trên lu luôn nha các bạn. Cá lóc nó đã chín rồi đó các bạn. Mình lấy cá lóc ra trước đi. Ừ, lấy cá lóc ra trước đi. Rồi. Bây giờ mình nướng hết nha. Ếch nướng lu. Ếch nướng lu. Tại vì nướng trong cái lu. Lu người ta gọi là nướng lu. Ừ. Còn 26 nữa. Hồi nãy là 7 con nha các bạn, lúc mặn rồi cái sơ ý để cái hai dưỡng cháu đi chặt đồ đó đi làm là đi đâm muối á. Con mèo nó xử hết con rồi. 26 con à.
Ủa 6 con à? Hồi nãy 7 con luôn. Nãy 7 con. Ếch nướng mội. Còn thường thường là nhái là nó kêu vũ nữ chân dài. Còn ếch là kêu bằng gì? Ếch là nó kêu lực sĩ nướng lưu à? Đang nướng lưu rồi, kêu nướng lưu rồi. Lực sĩ hả? Thấy cơ bắp không? Ờ, cơ quá cơ bắp luôn. Dắt chưa hai dưỡng cháu nướng ếch làm bệnh sĩ đế à. Qua bên đây rồi không có cái quạt, thằng cháu lấy cái thau quạt luôn. Quạt có chỗ có than. Buổi trưa ăn ếch nướng mọi giữa đồng thì còn gì của nữa. Cá lóc này là mình chỉ phụ đề thêm thôi ha. Tại vì nếu ếch thì mình ăn sợ ăn không đủ thì mình bắt thêm con cá này cho nó dư. Cái chủ đề mình làm là ếch. Ếch là quan trọng. Nướng cao gì là nó vừa chín tới nó vàng ngon. Nướng mà lửa lửa lớn quá nó chín mà nó khét. Rồi giờ chín rồi nha mọi người. Wow, vàng ươm luôn. Nhìn nóng quá. Nên mình gỡ ra nha. Rồi mình gỡ ra nha. Nóng quá. Nó phỏng tay luôn á. Hai vườn cháu chuẩn bị nhâm nhi dài con ếch nướng mội với chung gù đế chén muối ớt nó còn gì bằng hả. Ừ, nặng chanh luôn lại chút con nặng cho nặng chanh luôn. Bây giờ mình ăn chanh nha các bạn ơi, nặng như chanh chỉ như chén muối ớt đây. Con gà nó ăn dụng kìa, ăn dụng cái xương mình mới thảy ra đó các bạn, nó chạy con tiêu. À, cháu nó hồi nãy nó mua được lít rượu các bạn, lít rượu 15.000. Cháu nó phủi mấy cái khét ra cho các bạn ăn, khét quá không có tốt nha. Sản phẩm đây. Ngon chưa? Nó chảy ra chỗ đẹp á. Em liền. À, cái gì lực sĩ hả? Lực sĩ gì? Lực sĩ chân dài. Lực sĩ chưa vào lửa. Lực sĩ nướng lưu. À, lực sĩ nướng lưu nướng lưu. Như kèm theo đó là anh Hùng ba vào lửa nè. Rồi mời các bạn dùng chung với hai dưỡng cháo nha. Lụm bậy miếng ếch đây. Lụm đi lại. Đưa cho anh Chí miếng này không? Đưa cho nó đi, đưa nó đi, cho nó đi. Miếng con đi, miếng con đi. Chí. À cắn. Cắn đi. Ăn đi con. Ừ. Ngon không? Má ngon không? Rồi uống đi. Thì mình mời các bạn nha. Quá đã các bạn. Mời nè. Không. Quá ngon. Còn gì bằng nữa. Rồi mời Dung tới nha. Rồi. Còn cái cá lưu kiến này là kêu bằng là món là máy bay hạ cánh nha các bạn. Rồi mời các bạn nha. Quá ngon các bạn ơi. Mình nhìn bắt mắt rồi. Miếng này. Ok. Ngon. Rồi ớt đồng nó dai. Quá ngon. Quá ngon. Đưa bỏ khác nè. Làm tóc đi. Làm tóc đi. Rồi mời các bạn dùng một chung rượu trắng nha. Chấm rồi lấy miếng ớt rồi. Chấm miếng ớt rồi.
Quá ngon. Quá cay á. Có rửa đồng không? Uống miệng ly đi. Chỉ ăn ăn ớt đi con. Các bạn ăn nha, nhụm rộm được coi. Nghe xương không? Xương chứ. Xương giòn ha. Ừ, giòn. Bỏ xương uống lắm. Bỏ xương uống hả? Ít đồng bỏ xương uống hả? Nhai luôn. Thằng cháu này là hành trình đầu clip tới giờ nha các bạn. Chiến hữu đó. Hiện giờ hai dưỡng cháu đang thăm cái cá lô kiến nha các bạn. Thăm máy bay. Máy bay hai cánh. Ở miền quê này là kêu mấy danh từ mấy con cá ngàn ngặt không à. Cá lóc thì kêu là anh hùng chưa vừa lửa. Còn ớt thì nói là dũng sĩ. Biết tại sao kêu máy bay không? Mỗi lần người ta văn lưới mà nó mà dướng vô cái ra ha. Banh luôn cái lưới của người ta đó, bởi vì ta mới kêu nó máy bay. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục ăn. Rồi, vô cấp coi. Chí nhậu không? Không. Nhậu anh bánh đi con. Ô, anh cá. Nhậu anh cá đi con. Đúng không? Tao tính nãy lột da, cũng lột da cho thằng Chí ăn. Chí nó không nó biết da. Cay thiệt. Quá cay. Thấy mình đập quá cay. Để chơi mày. Đây giống bạn bên này quá. Cái đường bờ đây này cũng có xe chạy xe đạp chạy nữa. Ừ, xe đạp chạy. Hồi xe đạp, chút nữa xe đạp lửa vô đó luôn rồi đó. Cốc nữa. Cốc nữa hết này luôn. Ừ. Này miếng này nữa đi. Qua đã. Ui, cái này yếu quá. Trời. Hay như thiết lại. Máy bay hạ cánh đã hạ xuống tàu lá chuối giờ nó ấy cho em ăn. Nóng lắm, nóng ghê, nóng ghê lắm. Đã không? Tê người, tê người luôn. Tê người. Đã không? Nóng. Nóng à? Ngon không? Hồi nãy mình ướp ướp muối á, hơi quá tay các bạn. Bởi nó hơi mặn ngoài. Luôn rồi. Mà ở trong không mặn, không thấm. Mặn ngoài da. Mình ăn dừa. Ăn này á, cái đồng này á, các bạn ăn á là nó mình nướng mồi mình ăn cái vị nó ăn ngon hơn là cái thịt gà đó các bạn. Thơm. Thịt gà còn ngon hơn đó. Ừ. Thịt gà hả? Tiếp sau mình sẽ làm gà nướng lu cho các bạn xem nè. Chẳng có lu đây nè. Ồ, nguyên bầy gà luôn nè. Nguyên bầy gà lại đang dụng mà. Cái trời luôn. Chắc ăn là có luôn. Nghe các bạn nhìn sao nè. Gà nướng lu. Ăn như đây đã ngon miệng rồi. Cũng hơi no hơi rồi các bạn ơi. Thôi mình hai dưỡng cháu mình kết thúc video tại đây nha. Rồi hẹn các bạn những video tiếp theo nha. Các bạn nha. Xem xong nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn.